Hay nhá. Sơn Bút Sơn và đội Thị Tứ Hoàng Trung. Bình tĩnh, 3 giây. Bạn đánh đều lắm. Bắt bóng hôm qua 7 người. Tay cầu cực kỳ xuất sắc. 8, 11. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, đội Tự Nhiên đã tích vào quỹ điểm của mình thêm một điểm, 9-11. Tỷ số đang rút ngắn rồi. Tốt. Cái mâm. Vâng, Hoàng Đỗ Toa đã không bắt được pha bóng do đội tư bồi dưỡng. Năm tay đập là không uy lực như lúc đầu đấy rồi. Bóng sen, Phương Bắc. Nếu chuyển hai chấm phạt rồi thì thay những người khác cũng là từ biết áp. Chờ một bế. 4-2. Bóng ngoài biên dọc, điểm bóng ra chân hạ 8-4. Thank you.